Xin chào các bạn, trong video này, mình sẽ review cho các bạn top 2 nồi chiên không dầu Feroli tốt nhất hiện nay. 1. Nồi chiên không dầu Feroli FAF 4.0m 4 lít. Nồi chiên không dầu Feroli 4 lít FAF 40M sở hữu thiết kế gọn gàng với vỏ ngoài bằng nhựa ABS san toàn bền bỉ và gam màu đen sang trọng góp phần tô điểm cho căn bếp gia đình thêm hiện đại. Với dung tích 4 lít, chiếc nồi chiên không dầu này sẽ đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng cho gia đình từ 4, 6 thành viên. Nồi chiên không dầu Feroli 4 lít FAF 40M sử dụng công nghệ chiên không cần hoặc cần rất ít dầu, làm chín thực phẩm nhờ điện trở nhiệt và quạt đối lưu đẩy khí nóng khắp khoang chứa. Luồng khí sẽ hoạt động luân chuyển liên tục, điều khắp khoang chứa để chiên thực phẩm mà không cần thêm dầu, giúp giảm lượng chất béo gây hại, tốt hơn cho sức khỏe, giảm đến 90% chất béo dư thừa, giúp món ăn của bạn thêm thơm ngon. Nồi chiên không dầu có thiết kế giỏ và vỉ chiên chống dính giúp chế biến thức ăn giòn hơn. Đặc biệt, phần vỉ chiên và giỏ có thể tháo rời, thuận tiện quá trình vệ sinh sau khi dùng, loại bỏ các vết bẩn nhanh chóng. Nồi sử dụng điều khiển bằng nút vặn với nhiệt độ từ 80-200 độ C, cho phép người dùng linh hoạt điều chỉnh nhiệt độ phù hợp với thực phẩm, đáp ứng tốt mọi nhu cầu sử dụng. Nồi chiên không dầu Feroli 4 lít FAF 40M còn tích hợp chức năng hẹn giờ nấu lên đến 30 phút. Bạn có thể hẹn giờ bằng cách xoay núm vặn, hỗ trợ người dùng chủ động thiết lập thời gian nấu. 2. Nồi chiên không dầu Feroli FAF 40M 24 lít. Nồi chiên không dầu 4 lít Feroli FAF 40M 2 màu trắng sáng đẹp, kết cấu gọn chắc. Chất liệu vỏ nhựa ABS cao cấp cách nhiệt, kháng vỡ, hạn chế bám bẩn, vệ sinh nhẹ nhàng. Dung tích 4 lít có thể chiên được gà miếng dưới 1kg. Nồi chiên tráng men chống dính an toàn, có thể tháo rời, cọ rửa tiện lợi. Nồi chiên đi kèm tay cầm cho bạn đặt vào thân nồi hay nhấc ra ngoài linh hoạt. Bên cạnh đó, bên trong nồi chiên có khay chiên cũng dễ tháo lắp, cho việc làm sạch cũng như bảo quản thêm đơn giản. Công nghệ chiên không dầu cho phép bạn chỉ sử dụng một lượng dầu nhỏ hoặc không dùng dầu vẫn chế biến được món ăn thơm ngon, hấp dẫn, lại giảm dầu mỡ cho thức ăn lành mạnh, an toàn với sức khỏe. Ngoài ra, sự kết hợp của công suất lớn, công nghệ làm nóng điện trở nhiệt và quạt đối lưu cho thức ăn chín đều trong thời gian ngắn, tiết kiệm điện năng tối đa. Nồi chiên không dầu Feroli FAF 40M 4 lít điều khiển cơ trang bị hai núm xoay, một núm ở mặt trên là dùng chỉnh các mức nhiệt độ nấu từ 80-200 độ C, còn núm ở mặt trước ở phía trên có hai đèn báo hiệu là núm chỉnh thời gian giới hạn tối đa 60 phút, người dùng chủ động hẹn giờ để nấu món ăn chín chuẩn vị. Và vừa rồi là top 2 nồi chiên không dầu Feroli tốt nhất hiện nay mà mình vừa giới thiệu với các bạn. Mình hy vọng là những thông tin vừa rồi sẽ giúp được cho các bạn lựa chọn được cho mình một nồi chiên không dầu phù hợp nhất. Link mua sản phẩm thì mình để ở dưới phần mô tả của video này để các bạn tham khảo nhé. Và video của mình đến đây là hết. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào những video review tiếp theo.